TSS channel. Chương 4158, Thương Diệu Tăng. Thiên cung, Trung Ương Thần Điện, đứng vững trên 9 tầng trời. Chư Thiên Nghị Viện, Thần Vương Thần Tôn Dự Thính, cùng bàn bạc về tương lai vũ trụ. Vạn giới đại trận, thần quân cùng chúng sinh chi lực, ứng đối 72 tầng tháp, đại lượng kiếp cùng đại tôn truyền về bát tự thiên cơ, đều là đề tài thảo luận trong đó. Các loại thảo luận bố trí, tranh luận, đã kéo dài mấy canh giờ. Có chủ trương trực tiếp trinh phạt thần giới, có chủ trương phân tán tu sĩ ở biên giới vũ trụ, có chủ động xin đi giết giặc tự bạo thần nguyên. Kiến giải bất đồng, ý nghĩ khác nhau, nhưng có thể với hôm nay đứng ở trung ương thần điện bên trong thần linh, mỗi một cái đều thẳng thắn vô tư. Hạng người hai đầu chuột, hoặc là bị giam giữ, hoặc là mất mạng trong một lần lại một lần cướp sóng. Hiên Viên Liên mặc Huyền Hoàng đế giáp, lưng thẳng tắp, anh tuấn mỹ lệ, hỏi: "Đế Trần có phải là muốn đem nơi quyết chiến chọn ở Vạn Giới Tinh vực?" Cái gọi là Vạn Giới Tinh vực chính là chỉ mảnh tinh vực mà Thiên Đình Vũ Trụ Vạn Giới Chư Thiên Hội tụ. Không chỉ Hiên Viên Liên, rất nhiều thần linh trong vũ trụ Thiên Đình đều cho là như thế. Ba vạn năm qua, hóa thân thành sinh tử thiên tôn, đế Trần hạ lệnh tiêu hao đại lượng tài nguyên Tại xây dựng vạn giới đại trận. Hiện tại, trước có thần cổ sao di chuyển tới, sau có Diêm La tộc, Thái cổ sinh linh, kiếm giới chư thần tụ tập ở đây. Phong Vân Tế Hội, không vì quyết chiến vì cái gì? Trong mắt rất nhiều người, vạn giới đại trận, thần quân, chúng sinh chi lực, chính là át chủ bài đế Trần dùng để đối kháng 72 tầng tháp. Tại Thiên Đình, tại vạn giới tinh vực quyết chiến, đế Trần có được địa thế cùng sân nhà. Trương Nhược Trần ngồi ở trên thiên tôn thần tọa phía trên cùng. Áo bào trắng trên người là mộc linh hy theo dệt, có chút thanh lịch, không thấy đế uy, càng giống một vị công tử vân đạm phong khinh hết lần này tới lần khác. Hắn nói, nếu ta chọn chiến trường ở vạn giới tinh vực, các vị có ý kiến gì? Thấy mọi người trầm mặc, vì vậy lại nói, thoải mái nói, không cần cố kỵ cái gì. Muốn ứng đối tương lai hung hiểm khiêu chiến, chính là cần tất cả mọi người chân thành đoàn kết một lòng hôm nay ta liền muốn nghe một chút lời nói thật vạn giới tinh vực làm chiến trường như vậy thiên đình vũ trụ vạn giới sinh linh đều có thể hóa thành thủy tổ trong đại chiến kiếp hôi trước đó thủy tổ trong vũ trụ hỗn chiến cùng trường sinh bất tử giả xuất thủ tạo thành năng lượng hủy diệt đủ để xác minh điểm này thiên đình vũ trụ chư thần gia viên tộc nhân thân hữu đều ở chỗ này nếu thật sự muốn bọn họ lựa chọn trương nhược trần cho rằng ai cũng sẽ không nguyện ý đem gia viên của mình làm chiến trường đem tộc nhân của mình đặt vào trong kiếp hòa chiến thì chiến chúng ta nghe theo đế trần mệnh lệnh huynh ấy đứng độ cao khẳng định so với chúng ta cân nhắc toàn diện nhất định là chính xác nhất hạng sở nam là người đầu tiên đứng dậy vô điều kiện ủng hộ trương nhược trần phong nham lý trí phân tích thiên đình là trong vũ trụ cao nhất giao diện là vạn giới chi tâm, luận phòng ngự, không có bất kỳ chỗ nào có thể so sánh. Chỉ có thiên đình, có lẽ có thể ngăn trở 72 tầng tháp công kích, ngăn trở thần giới đối với vũ trụ ngầm nút chừng. Hiên viên liên đứng dậy, ôm quyền nói, ta không phải có dị nghị, tu sĩ thiên đình vũ trụ cũng không phải hạng người sợ chết, chỉ là muốn biết một đáp án xác thực, như vậy mới có thể an bài chu đáo chặt chẽ. An bài chu đáo chặt chẽ như thế nào? Chỉ giao hỏi. Hiên viên liên nói, vạn giới và đại dương tinh cầu thần tọa lơ lửng trên vạn giới, phải co rút lại một bước, tốt nhất kết thành một đại thế giới phiếm vũ trụ. Đề nghị này rất điên cuồng, khiếp sợ chư thần ở đây. Nhưng, muốn ngăn cản 72 tầng tháp cùng thần giới, không điên cuồng không được. Trương Nhược Trần nói, người cho rằng, kết thành một tòa phiếm vũ trụ đại thế giới, liền có thể ngăn trở 72 tầng tháp. Tôi không biết. Hiên Viên liên lại nói, "Nhưng ta biết, đây là phương thức tốt nhất để ngưng kết lực lượng chúng sinh và tăng cường phòng ngự. Hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết trận, không có con đường thứ ba." Trương Nhược Trần từ chối cho ý kiến, ánh mắt ở trong điện nhìn quanh, nói, "Ta rất rõ ràng, mọi người trong lòng lo lắng cùng sợ hãi, nhưng ta cũng biết, chân chính sinh tử tồn vong thời khắc đã đến, các ngươi không có một người sẽ sợ hãi cùng lùi bước." Ta chưa bao giờ nghĩ tới, muốn đem Vạn Giới Tinh vực Thiết làm cuối cùng quyết chiến chiến trường, bởi vì Vạn Giới dù cho thật sự kết thành một tòa phiếm vũ trụ đại thế giới, cũng không có khả năng ngăn cản được 72 tầng tháp. Ngược lại, sẽ tử thương thảm trọng, sinh linh suy tàn. Đây không phải là kết quả ta muốn thấy, tin tưởng cũng không phải kết quả chư vị muốn thấy. Người tu hành là do sinh linh và tài nguyên trong thiên hạ nuôi dưỡng, nên lấy bảo vệ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình lấy cho thiên hạ đưa cho thiên hạ cho nên thần giới thủy tổ cùng trường sinh bất tử giả là đối thủ của ta cũng là trách nhiệm trên vai ta ta sẽ đi giải quyết hết thảy nan đề không đến mức phải đáp trên vạn giới chư thiên sinh linh nam tử trên thần tọa kia rõ ràng hết lần này tới lần khác phong lưu nhưng ánh mắt lại biểu lộ kiên định cùng tự tin không gì sánh kịp ảnh hưởng đến trong điện mỗi một vị thần linh rất nhiều thần linh muốn mở miệng bị trương nhược trần phất tay ngăn trở trở về hắn nói ta cũng không phải đang khoe khoang anh hùng cũng chưa bao giờ nghĩ tới chỉ có ta cao thượng những người còn lại cũng đều như vậy hạo thiên nói hắn vốn không có can đảm làm thiên đình chi chủ đi trực diện trường sinh bất tử giả nhưng hắn phía trước đã không có người hắn chỉ có thể đón mưa gió cắn răng đứng ra dẫn dắt chúng sinh đi về phía trước không dám bộc lộ ra nội tâm yếu đuối chút nào diêm nhân hoàn trước khi chết nói với ta hắn một mực chờ ta cho nên không dám chết ngày đó ta đi diêm la tộc hắn đợi được ta cho nên dám đi đối mặt tử vong bởi vì hắn cảm thấy ta có thể làm đối thủ của trường sinh bất tử giả từ ngày đó trở đi ta liền thiếu hắn nhân tình thiên đại chỉ có từ chiến trường sinh bất tử giả hoàn thành nguyện vọng của hắn mới có thể hoàn trả Diêm Hoàn Vũ nói, con đường tử vong là dễ dàng nhất, người còn sống ngược lại phải gánh vác trọng trách, gánh vác tất cả đau khổ và gian nan. Hạo Thiên từng hỏi ta, ngươi là không có lòng tin, hay là không muốn gánh vác trách nhiệm này? Ở Hôi Hải, Địa Tạng Vương, Mạnh Vị Ương, Hạo Thiên, Diêm Hoàn Vũ, và Đệ Tứ Nho Tổ, lấy cái chết làm đại giới, vì ta tranh giành một đường sinh cơ, đem tất cả hy vọng cùng trách nhiệm, đều chuyển lên trên người ta, nặng trịch không lúc nào là không dám quên. Trách nhiệm là gì? Trách nhiệm là 24 chư thiên một đi không trở lại, là ngũ hành quan chủ nghịch loạn ngũ hành, là thế gian còn có diêm hoàn vũ, là mạnh nại hà cùng mạnh vị ương thi triển tộc diệt thuật, là địa tạng vương hỏi minh tổ câu kia, xin hỏi thập nhật lục, cổ đại có thủy tổ tự bạo thần nguyên giết qua ngươi. Tâm tư trương nhược trần khó có thể bình phục, thật lâu đắm chìm trong hồi ức, thống khổ vạn phần cả đời này vì thành toàn hắn có quá nhiều rất nhiều tu sĩ trả giá tánh mạng lúc này trong điện rất nhiều thần linh đỏ hốc mắt lệ rơi tại chỗ một đời lại một đời thiên tôn chết đi mà bọn họ còn sống hiền viên liên kinh ngạc thất thần sau một lúc lâu cắn chặt răng nói chúng ta cũng là tu sĩ cũng có trách nhiệm giao cho thiên hạ há có thể nhìn đế trần một mình chinh chiến thần giới thiên đình vũ trụ chưa thần thỉnh chiến tu sĩ diêm la tộc, tuyệt không cầu thả mà sống vụng trộm. Kiếm giới mỗi một vị tu sĩ, đều là lợi kiếm trong tay đế trần. Từng đạo thần âm quanh quẩn trong trung ương thần điện. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, chuyện các ngươi cần làm, là mau chóng đi phá hủy thiên đình vũ trụ các nơi tế đàn, một tòa cũng không thể lưu, hy vọng có thể kịp. Chuyện của Thủy Tổ, Thủy Tổ quyết, còn không tới phiên các ngươi. Tu sĩ hiểu rõ Trương Nhược Trần đều biết, hắn dám nói ra lời như vậy cũng không phải hắn có nắm chắc có thể thanh lý tất cả thủy tổ cùng với trường sinh bất tử giả của thần giới mà là hắn nắm chắc lấy cái chết làm đại giới đem tất cả uy hiếp toàn bộ mang đi chính là hắn có cỗ ý chí này mặc dù hẳn phải chết cũng đi về phía trước cho nên thường thường có thể hướng tử mà sinh từng bước một đi tới hôm nay trở thành thiên hạ đệ nhất đế trần loại trạng thái này đế trần mới là thần giới trường sinh bất tử giả sợ hãi đế trần ai sợ hãi người đó sẽ rút lui lùi một bước sẽ lùi một vạn bước trong điện có người trầm mặc dãy rủa có người chiến ý dâng cao có người bất đắc dĩ yêu sầu trương nhược trần dẫn ra đề tài nói thiên hạ chí giả hôm nay đều hội tụ ở đây nhưng có người ngộ ra đại tôn từ quá khứ chuyển về bát tự thiên cơ vạn tượng ly loạn thương tăng bất nghịch được nhắc lại rất nhiều tu sĩ phát biểu kiến giải. Sau một cuộc tranh luận lộn xộn, Phong Nham nói, đệ tứ nho tổ từng nói, thương chỉ tăng không giảm, đạt tới điểm giới hạn cuối cùng, vũ trụ sẽ không chịu nổi, sau khi thương diệu trói lọi, hàng tinh sẽ nhanh chóng giãn nở, phát sinh vụ nổ siêu tân tinh tập thể, lượng kiếp cũng sẽ đến, kết thúc tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Đệ tứ nho tổ chưa từng trải qua đại lượng kiếp, hiển nhiên không có khả năng biết rõ ràng như vậy. Những ý tưởng này, hiển nhiên là trường sinh bất tử giả của kỷ nguyên trước truyền xuống. Ta tìm khắp điển tịch phong tộc, ngược lại tìm được một ít dấu vết. Hoa Hoàng từng nghiên cứu thương diệu. Ngài ấy tin rằng mọi thứ trong vũ trụ đang tiến hóa theo hướng rối loạn và hỗn loạn, và giá trị thương diệu sẽ tăng lên, và tất cả những điều này là không thể đảo ngược. Khi thương diệu đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ biến thành lượng kiếp, phá hủy mọi thứ trong vũ trụ từ đó khởi động lại kỷ nguyên mới triệu công minh nói vạn sự vạn vật đều đang diễn biến thành vô tự và hỗn loạn ta thấy không nhất thiết phải không nếu chư thần chúng ta ở đây cùng nhau hạ lệnh làm cho vũ trụ khôi phục trật tự trật tự ngay ngắn thương diệu tăng không phải nghịch rồi sao phong nham cười lắc đầu không phải đơn giản như vậy công minh chiến thần dù là vừa rồi nói chuyện cùng ngôn ngữ đều phát sinh thương diệu tăng hạ lệnh để cho thiên hạ tu sĩ ngay ngắn trật tự, cũng là thương diệu tăng. Sinh linh, chỉ cần làm việc, chỉ cần hô hấp, chỉ cần còn sống, liền mỗi thời mỗi khắc tại phát sinh thương diệu tăng. Chiếu theo ý của ngươi, đem thiên hạ sinh linh toàn bộ đều giết chết, thương diệu tăng liền nghịch sao? Ai, trường sinh bất tử giả phát động tiểu lượng kiếp, có phải hay không chính là cái ý đồ này? Phong Nham lại lắc đầu, nói, Quá trình giết người cũng là thương diệu tăng. Dựa theo cách giải thích trong sách cổ, ý thức và hoạt động của sinh linh sẽ khiến thương diệu tăng lên. Diệt sát đại bộ phận sinh linh, có thể trong một khoảng thời gian nào đó, khiến thương diệu tăng chậm lại, nhưng có một điểm không hề thay đổi, thương diệu vẫn luôn tăng lên. Bạch Khanh nhi nói, nếu oa hoàng đã sớm đưa ra nguyên nhân hình thành lượng kiếp, đại tôn cần gì phải truyền về tám chữ vạn tượng ly loạn, thương tăng bất nghịch. Trong lý giải của Đại Tôn, thương diệu tăng và đại lượng kiếp nhất định có thể giải quyết được, mấu chốt có lẽ là dấu trong vạn tượng ly loạn. Đế Trần, vạn tượng thật sự không thể từ ly loạn trở nên có trật tự. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên có thể. Chư thần ở đây ánh mắt sáng lên. Đại lượng kiếp, ngay cả trường sinh bất tử giả cũng không nắm chắc đối kháng. Bọn họ mạnh mẽ đối kháng, tuyệt đối là một con đường chết chỉ có từ trên căn bản giải quyết vấn đề, để đại lượng kiếp vĩnh viễn không đến, mới có thể kéo dài cái này một kỷ nguyên văn minh. Trương Nhược Trần nói, sự ra đời của sinh mệnh chính là thương diệu nghịch, chính là biến hóa không theo trật tự thành trật tự. Nhưng một khi sinh mệnh có được ý thức, sinh ra hành vi, thì lập tức bắt đầu thương diệu tăng lên. Rất nhiều thần linh đều trầm tư. Trương Nhược Trần lại nói, đại lượng kiếp cũng là thương diệu nghịch hủy diệt tất cả khiến thương diệu một lần nữa về không hai con đường giảm thương diệu một là sinh một là diệt cái sau tuyệt đối không phải là con đường chúng ta phải đi như vậy mấu chốt có lẽ chính là sự ra đời của sinh mệnh bản nguyên cổ thần tự nói như thế lập tức nhìn về phía thần thái thủy trung thong dong trương nhược trần nói đế trần chẳng lẽ đã có biện pháp ngăn cản đại lượng kiếp đến sao trương nhược trần nhẹ nhàng gật đầu lại lắc đầu nói chỉ có thể nói, tìm được một con đường có thể làm được. Nhưng sau thương diệu, hàng tinh trong vũ trụ cũng đã bảnh trướng, đại lượng kiếp tương đương đã khởi động. Đối với đại lượng kiếp, tất cả mọi người, bao gồm cả ta, đều phải ôm lòng kính sợ, ai cũng không dám nói có mười phần nắm chắc. Cho dù có nắm chắc một thành, chúng ta cũng kiên định ủng hộ đế trần. Cho dù cuối cùng thất bại, chúng ta đều chết dưới lượng kiếp, cũng tuyệt không có oán hận gì đế trần dựa theo ý nghĩ của ngài buông tay đi vật lộn ở đây thần linh cơ hồ toàn bộ đều là người trung thành ủng hộ đế trần không hề giữ lại bất cứ gì hoàn toàn tin tưởng hắn trương nhược trần lắc đầu không phải ta buông tay đi vật lộn mà là các ngươi ta sẽ đem con đường này báo cho trí cao tổ thành viên nếu ta không có trở về bọn họ sẽ dẫn dắt các ngươi đi tìm cuối cùng sinh cơ đế trần đế trần phụ thân ai cũng nghe ra đế trần có ý tứ dặn dò di ngôn trương nhược trần cao giọng ta chỉ nói nếu ta không trở về các ngươi đang bi thương cái gì ta là thủy tổ lần này đi chinh chiến các vị phải hát chiến ca đi thôi chỉ giao nữ hoàng linh yến tử bàn nguyên cổ thần long chủ cực vọng lưu lại chư thần lần lượt rời đi trung ương thần điện cuối cùng nhìn về phía thần tọa trên đạo thân ảnh kia ai cũng không biết đây có phải hay không một lần cuối cùng liếc mắt. Đi ra thần điện, tuyệt đại đa số thần vương thần tôn hóa thành từng đạo lưu tinh giống như quang hoa. Đi trước xuất lĩnh tu sĩ phá hủy các giới tế đàn. Tỉnh đạo nhân ưỡn cái bụng tròn vo, bụng phệ, rời bước tới bên phải cửa điện, một bộ dáng chờ đợi. Trấn Nguyên đi ra, ánh mắt khác thường hỏi, sư thúc không quay về ngũ hành quan. Ta, ta chờ một chút. Tỉnh đạo nhân cười cười. Trấn Nguyên như có điều suy nghĩ, cũng không có rời đi, đi tới bên cạnh Tỉnh đạo nhân đứng lại. Tỉnh đạo nhân kinh ngạc, ngươi lưu lại làm gì? Trấn Nguyên cười nói, chờ người. Thấy Phong Nham, Hạng Sở Nam, Thanh Ti Tuyết, mông qua từ bên trong đi ra, Trấn Nguyên lập tức ngăn lại, nói với Phong Nham, tâm sự gì? Phong Nham có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, nói với Hạng Sở Nam, đại ca cho dù phải đi cũng sẽ không vội vã nhất thời. Chúng ta thiết lập gia yến, tiễn đưa hắn. Cùng uống một bầu rượu, chúc hắn chiến thắng trở về. Hạng sở nam hai mắt có chút đỏ lên, thầm hận mình không giúp được gì, đã nói đồng sinh cộng tử, cuối cùng lại phát hiện ngay cả tư cách cùng đại ca đi chinh chiến cũng không có. Nghe được phong nham đề nghị, tâm tình của hắn lúc này mới khôi phục một ít, đúng, 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 thật nhiều năm mới tụ tập một lần nhất định phải thiết gia yến hảo hảo uống một chén con cháu của ta đại ca đều chưa từng thấy qua đâu ti tuyết ngay tại chân lý thần điện thiết yến người mau trở về lo liệu ta trước ở lại chỗ này nhất định mời đại ca qua hạng sở nam hướng quảng trường bên ngoài thần điện trung ương giống to một tiếng cốc thần bắc trạch hai người các ngươi còn đứng đó làm gì mau cút đến chân lý thần điện hỗ trợ cho ta trương cốc thần trương bắc trạch chi khổng nhạc Trương Hồng Trần, Trương Ngạo Hà, Diêm Ảnh Nhi, Trương Tố Nga, cùng với Bạch Khanh Nhi, Nguyên Xanh, Vô Nguyệt, Nguyệt Thần, Ngư Thần Tĩnh các loại nữ tử không có rời đi, tự nhiên là đang chờ Trương Nhược Trần. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng không biết lần này đi có thể về hay không. Cho dù không thể cùng đi, cũng nên hảo hảo cáo biệt. Tam Thúc chỉ biết la hai chúng ta, không thấy mấy người bọn họ cũng ở đây sao? Người có cảm thấy hắn có chút cậy già lên mặt không? Câm miệng. Trương Cốc Thần ổn trọng, tâm tính, trí tuệ, thiên phú đều là tuyệt đỉnh, trầm ổn đại khí, bởi vậy uy vọng rất cao trong tất cả con cái của Trương Nhược Trần, chỉ sau chỉ khổng nhạc. Đương nhiên chỉ Côn Luân và Trương Hồng Trần bị đánh dấu phản nghịch, không nằm trong danh sách này. Trương Cốc Thần hành lễ với hạng sở Nam, dẫn Trương Bắc Trạch đi theo thanh ti tuyết, đi về phía thần điện chân lý đồng hành, còn có Nguyệt Thần cùng Ngư Thần Tĩnh, cùng với Trương Tố Nga bị Trương Bắc Trạch mạnh mẽ lôi đi. Đệ lại kéo ta thử xem. Ta muốn ở chỗ này chờ phụ thân. Trương Tố Nga một đường kháng cự, chuẩn bị hạ độc thủ với em trai ruột cùng cha cùng mẹ như mình. Trương Bắc Trạch không chút sợ hãi, nói, đi chân lý thần điện giống nhau có thể chờ, tỷ không phải cùng rượu thủ thần nữ học qua nấu ăn, vừa vặn có thể giúp đỡ để cho phụ thân nếm thử tay nghề của tỷ, phụ thân một lần cũng không có nếm qua đâu. Nghĩ đến phụ thân vừa mới trở về, liền có thể lại một đi không trở về, tâm tình Trương Tố Nga đau xót vạn phần. Trương Nhược Trần đem suy đoán của mình, cùng với suy nghĩ ra biện pháp kia, báo cho bốn người trong điện. Bốn người này đều có thực lực tiến vào trí cao tổ. Chỉ giao lộ ra vẻ ý động, đã có biện pháp có cơ hội ngăn cản đại lượng kiếp đến. Sao không mượn cái này cùng Trường Sinh Bất Tử giả nói chuyện một chút? Nàng Sở Dĩ sẽ đề nghị như vậy, bởi vì nàng là ở đây ngoại trừ Trương Nhược Trần, duy nhất biết được Trường Sinh Bất Tử giả là ai. Cho nên cho rằng, sau khi mâu thuẫn lớn nhất, đại lượng kiếp này không tồn tại, hai bên có thể hòa đàm. Trương Nhược Trần nói, ta đều có thể nghĩ đến biện pháp, giao giao cho rằng Trường Sinh Bất Tử giả không có tự hỏi qua. Chỉ giao trầm mặc Trương Nhược Trần tiếp tục nói, biện pháp này, tính khả thi rất thấp, thành công hóa giải đại lượng kiếp khả năng không đến hai thành. Nhưng đối với trường sinh bất tử già mà nói, chín thành nắm chắc cũng không đủ, phải vạn vô nhất thất. Các ngươi cho rằng, thần giới thế lực cường đại cỡ nào, vì sao đợi đến minh tổ sau khi chết, mới bắt đầu hành động. Các ngươi cảm thấy, lấy trường sinh bất tử giả thực lực, không phát động tiểu lượng kiếp, có bao nhiêu xác suất bằng thực lực bản thân gánh qua đại lượng kiếp. Ta cho rằng, thần giới trường sinh bất tử giả tại dưới 72 tầng tháp gia trì, ít nhất có 7 thành nắm chắc. Nhưng vì sao hắn còn muốn phát động cướp bóc thu hoạch chúng sinh? Chính là bởi vì bốn chữ vạn vô nhất thất, tỷ lệ tử vong hai ba phần, cũng đủ để cho hắn lo sợ bất an, không dám liều mạng. Người sống càng lâu, cũng không phải càng không sợ chết, mà là càng sợ chết đặc biệt, có đủ người, làm sao cam tâm cứ như vậy mất đi. Cho nên, trường sinh bất tử dưới tình huống có thực lực tuyệt đối, sẽ không lựa chọn chấp nhận bất kỳ nguy hiểm nào. Bản nguyên cổ thần hừ lạnh một tiếng, một cái vì trường sinh bất tử, có thể lấy sinh linh thiên hạ làm thức ăn tồn tại, gửi gắm hy vọng hắn thương hại sao? Tồn tại như vậy, nhìn thiên hạ sinh linh, liền giống như chúng ta nhìn trong ao cá bơi đồng dạng, bắt cá cùng ăn cá căn bản không có bất kỳ cảm giác tội lỗi hắn cùng chúng ta sớm đã không phải là một loại tư duy cũng không phải là một loại sinh vật long chủ nói linh yến tử nói nói với một ngư dân ngồi đầy ao cá cùng ngươi lên núi trồng trọt nhưng chỉ có một hai thành cơ hội trồng lương thực sống đến sang năm ngươi đoán xem hắn sẽ nghĩ gì nói chuyện vẫn phải nói trương nhược trần truyền đề tài nói nhưng không phải cầu hắn buông tha phát động tiểu lượng kiếp, mà là nói cho hắn biết, khư khư cố chấp, là phải trả giá thật lớn. Đến lúc đó, đừng nói bảy phần cơ hội, chính là một phần cơ hội cũng sẽ không có. Chỉ giao tâm trạng không yên, luôn cảm thấy Trương Nhược Trần lần này đi giữ nhiều lành ít, nói, hắn hiểu rõ Trần ca, cho nên, khẳng định suy tính qua các loại khả năng. Hắn bình tĩnh như thế, ta lo lắng, hết thảy đều ở trong tính toán của hắn. Trương Nhược Trần sao lại không lo lắng như vậy? Nhưng, đến thời điểm mấu chốt này, hắn nào còn có lựa chọn khác. Trương Nhược Trần nói, nếu hắn cái gì cũng tính toán chuẩn, ta sẽ không có khả năng đạt tới thủy tổ cảnh. Nếu hắn có thể khống chế tất cả, năm đó sẽ không bị đại tôn làm trọng thương. Long chủ đột nhiên hỏi, tình huống Minh tổ thế nào? Có liên hệ với Phạm Tâm hay không? Trương Nhược Trần ánh mắt trầm ngưng, giống như tự nói trận quyết đấu này, nàng đem trở thành mấu chốt. Nàng nếu tới gặp ta trước, thần giới trường sinh bất tử giả hoặc là thất bại, hoặc là chỉ có thể thỏa hiệp. Nàng nếu muốn ngư ông đắc lợi, chỉ cần tiềm tàng lên là được, tự sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Long thúc, tạo hóa chi tổ ở nơi nào? Tạo hóa chi tổ, có thủy tổ thạch thân của tạo hóa thủy tổ thạch tộc ngày xưa. Trong vạn đại cửu tổ thần giới, người trương nhược trần muốn trần áp nhất chính là hắn. Giao. Trong thần điện trung ương, không gian kéo dài. Long chủ đem thần cảnh thế giới triển khai một góc, mọi người đi vào bên trong. Tạo hóa chi tổ thân hình vốn cao mấy chục mét, trở nên khổng lồ vô cùng, vượt qua ức giảm, so với thạch thần tinh còn lớn hơn. Bá. Bá. Trầm uyên thần kiếm cùng tích huyết thần kiếm bay ra, tản mát một đen một đỏ sáng người quang hoa, vui sướng vô cùng, tiếng kiếm kêu kéo dài, theo đó phân biệt đụng vào tạo hóa chi tổ tả hữu hai cái đầu bên trong, luyện hóa cùng hấp thu thủy tổ vật chất. trì dao có chút kinh ngạc, trầm uyên cùng tích huyết, tựa hồ cùng tạo hóa chi tổ ẩn chứa thủy tổ vật chất đồng nguyên, nhị kiếm phẩm giai đang cấp tốc tăng lên. Tạo hóa thần thiết, chẳng lẽ cùng tạo hóa chi tổ có quan hệ? Lúc trước Trương Nhược Trần đem tạo hóa thần tinh tinh hạch đúc vào trầm uyên thần kiếm, cũng đã phát hiện hai bên có liên hệ nào đó. Chỉ bất quá lúc ấy, Hoàng Thiên nói cho hắn biết, cái gọi là tạo hóa thủy tổ, chỉ là một vị thiên tôn cấp, cho nên Trương Nhược Trần mới không có nghĩ nhiều. Hoàng Thiên đưa ra phán đoán như vậy. Là bởi vì tạo hóa thần tinh ở thạch tộc 10 khỏa thần tinh bên trong vật chất kết cấu kém nhất, ở vào thiên tôn cấp thạch tộc tu sĩ cấp. Nhưng, ở nhìn thấy tạo hóa chi tổ thời điểm, Trương Nhược Trần liền biết, có người che giấu chân tướng tạo hóa thần tinh cũng không phải thân thể tạo hóa thủy tổ sau khi chết biến thành chỉ có bộ phận tinh hạch cứng rắn nhất là một khối thạch thân tạo hóa thủy tổ trương nhược trần nhìn về phía linh yến tử linh tổ hẳn là có thể giúp chúng ta giải đáp nghi hoặc đi rèn luyện trầm uyên cùng tạo hóa thần thiết tích huyết phân thành tạo hóa sinh thiết cùng tạo hóa tử thiết là đại tôn giao cho tu di thánh tăng tu di thánh tăng lại giao cho minh đế lúc này mới đúc thành sinh tử nhị kiếm, phân biệt truyền cho Trương Nhược Trần cùng chỉ giao. Sinh kiếm, có thể luyện hóa binh khí thiên hạ. Tử kiếm, hấp thu huyết dịch mà tiến cấp. Nếu không phải có thiên đại tác dụng, thánh tăng làm sao có thể vượt qua thời không, đem giao cho minh đế. Linh Yến Tử nói, tạo hóa thần thiết tự hồ là hắn đi thiên hoang bích lạc quan tìm được, cụ thể có tác dụng gì, ngược lại không có nói với ta. Hiện tại xem ra, tựa hồ là vật chất tinh hoa nhất trong cơ thể tạo hóa thủy tổ. Long chủ phân tích, tạo hóa thủy tổ tồn tại thời đại vô cùng xa xưa. Thi thể ở thần giới, vật chất tinh hoa nhất lại ở bích lạc quan, nguyên nhân tạo thành loại tình huống này chỉ có một, hắn là bị thần giới trường sinh bất tử giả cùng minh tổ liên thủ giết chết. Hắn có tài đức gì? Trương Nhược Trần giờ phút này trong lòng tự hỏi, tạo hóa thần thiết rốt cuộc là minh tổ cho đại tôn, hay là phạm tâm cho đại tôn? Hết chương 4158 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.